Chào mọi người trở lại kênh nhé. Hôm nay là ngày thứ 15 nha anh em ơi. Cái game này không biết là từ ngày thứ 15 trở đi các hoạt động thì nó mặc định hay là nó sẽ là toàn server nhé. Nếu mà nó là mặc định ý, thì ngày thứ 15 thì nó sẽ ra cái sự kiện thần binh hạn giờ nha anh em. Cái sự kiện này là khi anh em quay thần binh ý, đến mốc của nó thì nó sẽ được thêm mảnh thần binh kim nhá. Đây mốc cao nhất khi anh em hoàn thành cái sự kiện này là quay thần binh 80 lần nhá. Tổng tất cả và mình đếm rồi được 60 mảnh tất cả nhá, mà cái thần binh kim ý, 100 mảnh thì nó mới đủ ghép nha anh em ơi. Nếu mà anh em nông dân không làm ấy thì phải anh em phải tích hai cái sự kiện mà nó ra cái thần binh nhá, long đảm thương ấy nhá. Đây cái skin của long đảm thương này mình thấy cũng khá là ngon anh em ạ. Đây khi số tướng còn sống phe ta nhiều hơn hoặc là bằng phe địch nhá, khi tấn công bất kỳ có 60%, hai tướng địch ngẫu nhiên chịu 125% sát thương nhá. Và quan trọng nhá, bản thân tăng thêm 20% bạo kích duy trì 2 hiệp nha anh em. Mà cái tăng bạo kích này không biết nó cộng dồn không, cái game này nó cũng không có dịch nhá. Mình đoán là chắc là cũng có cộng dồn thôi. Và cái quan trọng là cái thần binh này ấy, anh em cũng biết là nó lên sao ấy, nó tăng rất là nhiều lực chiến nhá. Như cái thần binh kim này đây lên sao 1 sao nhá, tấn công toàn bộ đồng đội 16.000 nhá. 16.000 thì nó tương đương với hai con tướng đỏ từ cộng 3 đến cộng 4 nhá, hơn hai con nhá. Mình nhớ là một con là 7.080 nhá. Khá là nhiều lực chiến nha anh em. Đây và sự kiện này là 2 ngày nhá. Cái này cái video mà mình lên level 53 thì mình cũng nhắc anh em rồi, là anh em làm cái nhiệm vụ ngày là kiếm được hai cái lệnh bài này. Và anh em mua trong cái shop quân đoàn anh em, shop quân đoàn nhá, nó bán thêm 3 lệnh nhá, tí mình ra cho anh em xem luôn nhá. Và nó có thêm cái sự kiện là thi đấu tranh hùng, cái này là anh em khiêu chiến đấu trường nha anh em. Đây mắc là 120 lần sự kiện trong 2 ngày. 120 lần tức là một ngày anh em quét 60 lần vừa tròn với cái nhiệm vụ ngày của cái đấu trường nha anh em. Đây là nó thêm hai cái lệnh thần binh này và đấu trường lệnh nhá. Mình nhớ có mốc có kim bảo nhá. Đây, cái mốc 55 anh em được 200 kim bảo này và một cái lệnh đấu trường nhá, rất là ngon anh em ạ. Đây còn cái lạp mỗi ngày ấy, thì cái tuần thứ 3 ấy thì nó sẽ cho mình cái ngày đầu tiên ấy, nó cho mình 10 cái lệnh thần binh nha anh em. Rất là mồ chài luôn. Đây vào ngày thứ 6 thì mình được cái thần binh đỏ nhá. Trong các mốc lạp thì mình thấy có lúc ngày 1 với ngày 5 nó ra cái lệnh thần binh này là ngon. Còn các ngày khác ấy, đây đá phù này cũng tạm được này, trang bị này, đá rèn này. Nói chung là ngày 1 với ngày 5 mình thấy là ok nhất này. Còn ngày 6 được thần binh đỏ cũng ok luôn. Và cái thương nhân ấy nó cũng như cái tướng kim thôi anh em ạ. Đây mỗi ngày anh em nhận một lệnh quay nhá. Đây cái mốc 22k mình vừa làm này, tại vì mình thiếu một tí mà, nếu mà không thiếu mình cũng chẳng cần làm nhá. Nói chung làm cái mốc 22k này cũng không ngon anh em ạ. Nhìn nó thế thôi nhưng mà không ngon luôn anh em ạ. Thà anh em làm cái thẻ tháng còn ngon hơn gấp 10 lần nhá. Đây và chủ yếu các mốc của nó là được mảnh anh em. Cái sự kiện thần binh hạn giờ ấy, tổng là anh em sẽ kiếm được 60 mảnh. Anh em mà muốn đủ 100 mảnh, anh em phải làm đâu nhỉ? 3 cái mốc 200k và 2 cái mốc 100k, tức là 800k thì anh em mới đủ 100 mảnh để ghép nhá. Rất là khát máu luôn anh em ạ. Thế anh em có thể xem qua các mốc này. 100k 5 mảnh một lệnh quay này, 200k này 10 mảnh hai lệnh quay này. Cái mốc này như là mốc 300k sao nhỉ? Mình cũng không để ý cái mốc này lắm. Đây như mốc 300k 15 lệnh ở đâu 15 mảnh 4 lệnh nhá. Còn mốc này mốc 600k này, 25 mảnh 1080 kim bảo này. Đây là mốc 1 triệu nhá. 35 mảnh 1580 kim bảo này. Đây còn mốc 2 triệu này, 60 mảnh này, 3580 kim bảo nhá, cộng cái đá rèn thần khí nhá. Đây mốc 2 triệu này, mua được 9 lần này, mốc 1 triệu 18 lần này. Rất là cắt luôn anh ạ. Cái này video trước mình cũng nói nhiều rồi. Đây khi anh em lên level 53 thì nó sẽ thêm cái nhiệm vụ lăng động 220 nhá.
Đủ là anh em sẽ có thêm hai cái thần binh lệnh và 300 kim nguyên bảo, rất là ngon luôn anh em. Và khi anh em lên level 53, cái này mình đoán chắc nhiều anh em không để ý nhá, tại vì cái này lên level thì nó mới hiện nhá. Đây anh em có thể thấy này, khi anh em lên level 53 thì nó sẽ bán ba cái lệnh thần khí lệnh nhá, giá là 2.000 cống hiến bang nha anh em, rất là rẻ luôn. Tức là một ngày anh em kiếm là được 5 lệnh pháo rồi nha. Và khi anh em lên level 56 thì nó mở cái tiệm tâm nguyện này ấy, thì nó sẽ bán thêm cái ngoại đâu nhỉ? Nó bán thêm cái ngoại hình nha anh em. Đây cái này gọi là hóa thân phù nha anh em, cái này tăng rất là nhiều lực anh em. Anh em có thể vào cái nhóm chia sẻ của mình xem nhá. Mình nhớ mình kích hoạt đồ giám của ba con tím này tổng cộng là 600k lực chiến nhá, mà lúc đấy lực chiến mình hình như có 20 triệu thôi nhá, tăng khá nhiều nhá, cam của nó còn tăng nhiều luôn nhá. Đây còn cái shop tâm nguyện này thì cái hóa thân phù ấy cam thì nó bán 500 nhá. Nếu mà anh em muốn lên lực chiến thì anh em đổi ở cái shop tâm nguyện này, anh em đổi hóa thân phù trước nhá, xong anh em đổi thêm cái con tướng đồ giám ở bên shop quân đoàn nữa thì anh em sẽ được rất là nhiều lực chiến nhá. Còn cái cánh này thì thấy mấy bạn Trung Quốc bảo sau nó còn lâng, nhưng mà hiện tại bây giờ nó vẫn chưa có cái lâng cánh nhá, nên bây giờ theo ý kiến mình ấy, anh em đổi cái hóa thân phù thì sẽ ngon hơn, nó lên được nhiều lực chiến hơn nhá. Đây và nó có bán cả mảnh kim tướng này. Đây mình đang cố gắng chịu đựng nhá. Mình đổi cái cánh lên xem được bao nhiêu lực chiến nhá. Nhưng mà nếu mà con tướng này mà là cái con Lưu Bị ấy, thì chắc chắn là mình sẽ mua nhá. Tại vì con Ma Siêu này thì mình cũng đang có một sao rồi. Giờ mình cần cái con Lưu Bị ấy để mình kích duyên này. Nói chung là có tướng kim vào trận nó tăng rất là nhiều lực anh em ạ. Đây vào cái công thành chiến này kiếm kim bảo nha anh em. Cái này anh em tốt nhất là không dùng kim bảo nha. Đây như anh em có thể thấy này, mình đang 275 cái lương thảo nhá. Đợi lên 300 lương thảo mình chạy về thành. Mình bơm đầy binh lực nhá, xong mình lại chạy ra nhá. Cái lương thảo này nó 300 là mắc nhá. Nó mắc là nó sẽ không hồi nha anh em. Thường thường cái game này mấy cái lượt vào re anh em tận dụng hết mức có thể nhá. Đây như cái cự thú này là 10 lượt là mắc này. Cái này anh em cố gắng đến giờ x2 mình đánh thì sẽ ngon hơn nhá. Và cái tầm bảo này 30 lượt là mắc nhá. Đây tí nữa mình đánh cái tầm bảo này. Và cái vượt ải trảm tướng này ấy, ở cái kiếm các anh em chú ý cho mình cái này nhá. Tại vì cái ải cuối cùng ấy, cái nguyên liệu nó rất là ngon. Đây mọi người có thể thấy trang bị này 10 ở đâu 5 đến 7 cái này nhá. Và nguyên liệu 1.200 đến 1.500 nhá. Đây hai cái này là ngon nhất này. Và nó được thêm mấy cái đá tinh luyện mấy bạc nhá, cũng ok này. Cái này ấy, thường ấy, cái này một ngày là nó cho mình tạo mới một lần anh em ạ. Cái này thường ấy mình bình thường mình úp lực. Đây như bây giờ mình đang gặp cái con 41 triệu phải không? Chắc là tầm ngày mai ấy, mình úp lực lên xem kịch được bao nhiêu xong rồi mình mới đánh nhá. Cố gắng úp lên tầm 38 hay 37 triệu ấy, chắc là đánh được cái bạn này. Tại vì cái này ấy, cái kỹ năng lưng này là theo tuần nha anh em ơi, hết tuần thì nó mới reset nhá. Tức là càng về cuối tuần thì anh em càng mạnh nhá. Nó tăng chỉ số với tất cả mấy cái phá kích, bạo kích các kiểu nha anh em, rất là ngon. Và nó có cả cái đâu. Đây diệt ngụy toàn bộ này nó có cả mấy cái thuộc tính này nhá. Ví dụ như cái tem này nó là đang là tem thuộc phải không? Mình vừa đang kẹt con này phải không? À nhưng mà quên mình hết cái kỹ năng rồi. Chắc là ngày mai mình cố gắng mình lên lực để mình đánh nhá. Đánh xong qua hết thì mình mới reset nha anh em. Cái ải cuối rất là ngon nên anh em chú ý cho mình nhá. Anh em cố gắng mà đi được hết ý, thì nguyên liệu mình sẽ khá là nhiều. Và anh em chú ý cho mình cái lệnh chiêu mộ nhá. Đây như mọi người cũng thấy bây giờ mình chỉ còn 40 lệnh nhá. Tại vì ngày thứ 10 ấy, anh em mà xem video mình cũng biết ấy, mình quay con Ma Siêu này.
104 lần quay, mình tích 2 đợt ấy được có 83 máy nhá, mình phải lạp thêm 700k mới đủ có một sao nha anh em, rất là chán luôn. Mình nhớ là 500k để mình quay đủ một con nhá. Và hôm sau mình lên level 57 thì nó có cái mốc 200k, mình sẽ được 30 mảnh tướng chọn tướng kim nhá. Thì là tốn tổng cộng 700k mới lên được một sao. Đấy, nhân phẩm mà chán chỉ có đập vào tiền thì mới đỡ được nha anh em, rất là chán luôn. Và cái hôm đấy mình nhớ mình quay đến 3 đến 40 lượt chiêu bộ nha anh em, đen quá. Tức là mình quay hết, không đáng nhé là bây giờ là mình cũng phải tầm 80 cái lệnh chiêu mộ chứ không phải là 40 nha anh em. Mọi người cục tích cho mình nhá. Cái sự kiện thần binh này mà nó đã đơn nhầm. Ừ đúng rồi, cái sự kiện quay thần binh này mà nó đã được thần binh kim ấy. Cái sự kiện chiêu mộ kia mình đoán chắc nó phải thần thú kim hay là trang bị kim cũng lên nhá, trang bị kim rất là ngon anh ạ. À quên, thần thú kim nó cũng ngon không kém. Bây giờ mà mình mà có cái con thần thú kim ấy, mình phải lên tầm gần 50 triệu lục chiến hoặc là 50 triệu nha anh em, nó lên rất là nhiều nha, lên 14 15 triệu lục chiến. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhá. Mọi người để ý cho mình mấy cái lệnh quay thần binh, mấy lệnh quay tướng đó nhá.